Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúc anh em buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân nhé. Ở trong Tây Du Tây Hành Ký, Nguyên Thủy Thiên Tôn được cho là kẻ có sức mạnh bá đạo nhất trong Tam Thanh. Hắn sở hữu một kỹ năng bá đạo, luôn coi thường người khác khi mà chiến đấu. Trừ khi có một đối thủ mạnh thực sự xuất hiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới thể hiện sức mạnh của mình. Xét về thực lực, một Nguyên Thủy Thiên Tôn lợi hại như vậy, nếu đặt lên bàn cân với La Hầu, ai sẽ là người chiếm ưu thế hơn? Hôm nay mời anh em cùng LTC đi so sánh sức mạnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Cuồng Vương La Hầu ở trong Tây Du Tây Hành Kỷ anh em nhé. Trên thực tế, điều này cũng là mối quan tâm của nhiều người hâm mộ, bởi vì La Hầu là thiên tài đầu tiên trong lịch sử của bộ tộc Atula. Ông ta đã thể hiện tài năng phi thường từ khi còn nhỏ. Ở tuổi 16, La Hầu thậm chí còn thách đấu tất cả các võ sĩ dưới sự chỉ huy của Tam Vương. Ông trở thành vị vương mới của tộc Atula. Sau đó, với sự giúp đỡ của Như Lai và các thiên thần thượng giới, La Hầu đã thách thức 3 vị vương của Atula khác chỉ trong một lần quyết chiến. Và sức mạnh của La Hầu đã đạt đến đỉnh cao, hoàn toàn đánh bại Tam Vương, trở thành vương duy nhất của Atula. Có thể nói ông là nhân vật cường đại nhất thiên hạ cũng không ngoa. Cho dù là tam thanh cấp độ tồn tại, La Hầu cũng sẽ không sợ hãi chút nào. Nếu chúng ta muốn đánh giá sức mạnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn và La Hầu, chúng ta phải đề cập đến hai người. Một là Tôn Ngộ Không và hai chính là Linh Bảo Thiên Tôn. Bởi vì hai người này đã chiến đấu với Nguyên Thủy Thiên Tôn và La Hầu. Thế nhưng từ Tôn Ngộ Không mà đánh giá, chúng ta vẫn không có khả năng đánh giá thực lực của hai người bọn họ. Dù sao lúc mà Ngộ Không chiến đấu với La Hầu, đối đầu trực diện cũng không nhiều lắm, mà lúc này Ngộ Không mới phục sinh, sức mạnh chỉ có 50%. Vì vậy nếu chúng ta thực sự muốn nhìn thấy khoảng cách giữa hai người, chúng ta phải tìm ra câu trả lời từ hành động của Linh Bảo. Trước hết chúng ta cần biết rằng Linh Bảo Thiên Tôn và Nguyên Thủy Thiên Tôn đều thuộc Tam Thanh. Hai người đã chiến đấu hàng chục triệu năm. Trong khoảng thời gian này, song phương không phân thắng bại. Điều này cho thấy thực lực của Linh Bảo Thiên Tôn thực ra cũng tương tự như Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tuy nhiên mặc dù mạnh là thế, Linh Bảo Thiên Tôn lại bị La Hầu chém một vết thương nhẹ ở cánh tay. Lúc này Linh Bảo còn nói rằng thực lực của La Hầu quá mạnh. Điều này hiển nhiên coi La Hầu là ngang hàng. Nói một cách khác, La Hầu trước khi mà giết Tam Vương, thực lực của ông cơ hồ là ngang với Tam Thanh. Sau khi giết Tam Vương, nhất định đạt tới cấp độ Tam Thanh. Cho dù là cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn cận chiến, La Hầu cũng sẽ không bao giờ tụt lại phía sau dù chỉ một chút. Chỉ cần biết điều này, chúng ta có thể đánh giá ai trong hai người mạnh hơn và yếu hơn. Bởi vì khi mà thực lực của hai bên chênh lệch không nhiều, thể lực thường trở thành mấu chốt của chiến thắng. Và thể lực của La Hầu thì ai cũng biết, ông từng chiến đấu 10 ngày 10 đêm, trở thành vương của Atula, có được khả năng đốt cháy chiến đấu vô hạn. Tuy nhiên có một điểm La Hầu yếu hơn là sức mạnh hóa đá của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu như La Hầu không thể né được cánh tay của Thiên Tôn, ông chưa chắc đã có thể quyết chiến. Thêm nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong cơ thể còn có nhiều nhân cách và cần rất nhiều sức mạnh tinh thần để duy trì những nhân cách này. Nếu ông ta muốn chiến đấu trong một thời gian dài, phải thay đổi nhân cách của mình để duy trì sức chiến đấu. Xét về trường kỳ chiến đấu, Nguyên Thủy Thiên Tôn không sỏi bằng La Hầu. Cách duy nhất Thiên Tôn có thể đánh bại La Hầu chính là chiến thắng trong thời gian ngắn. Điều này chính là không thể. Vì vậy nói chung, Nguyên Thủy Thiên Tôn không mạnh bằng La Hầu, thế nhưng La Hầu lại yếu hơn về sức mạnh kháng hóa đá. Dù sao với tư cách là tam thanh một trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có rất nhiều biện pháp giải nguy cho bản thân. Vậy các bạn nghĩ sao về điều này? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.